Nga phụ thuộc tới 90% vào nhập khẩu chip, mặc dù gần đây họ đã công bố chiếc máy quang khắc đầu tiên đã được chế tạo và thử nghiệm, đảm bảo sản xuất chip 350 nanomet. Vậy tại sao Nga không sửa bị Mỹ cấm vận? Lý do là Nga phụ thuộc rất ít vào các công nghệ cao cấp mà Mỹ có thể dùng để gây sức ép. Nga, với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc và là một cường quốc quân sự, lẽ ra nhu cầu về chip cũng rất cao, nhưng điều kỳ lạ là mặc dù Nga phụ thuộc tới 90% vào nhập khẩu chip, nhưng lại rất hiếm khi nghe thấy Mỹ sử dụng chip để gây khó dễ cho Nga. Có thể mọi người chưa biết, Chip quân sự của Nga có thể tự cung tự cấp, còn chip cao cấp dân dụng thì không cần, cái Nga nhập khẩu đều là chip trung và thấp cấp, tóm lại, Nga chẳng có cổ để Mỹ có thể siết. Thực tế, hầu hết các quốc gia không phải là không thể phát triển chip, mà là không thể phát triển chip cao cấp như 5 nanomet, 3 nanomet. Chip của Nga chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quân sự. Chip quân sự có nhiều ưu điểm, nó có thể hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, tính bền và độ tin cậy cao hơn nhiều so với chip dân dụng ngoài ra chi quân sự còn có tính tương thích cao và khả năng sử dụng lâu dài bởi vì chu kỳ nâng cấp của thiết bị quân sự thường dài hơn nhiều so với sản phẩm điện tử cuối cùng là tính an toàn chi quân sự liên quan đến an ninh quốc gia nên cần có khả năng mã hóa và bảo vệ mạnh mẽ để chống lại các cuộc tấn công từ hacker hoặc đánh cắp thông tin vì thế tính an toàn cao hơn nhiều so với chiếc dân dụng có một điều thú vị là vào thời kỳ chưa có công nghệ mạch tích hợp hầu hết các quốc gia đều sử dụng ống điện tử và bóng bán dẫn hai linh kiện điện tử phổ biến mi đã quyết định đặt cược vào nhanh bóng bán dẫn sau này phát triển thành chip tích hợp quy mô lớn ngày nay trong khi liên xô từ góc độ quân sự lại chọn ống điện tử ống điện tử có lợi thế gì trong quân sự trong bối cảnh chiến tranh lạnh, người liên xô cho rằng thế giới tương lai sẽ bị bao trùm bởi ông nhiễm hạt nhân, đặc biệt là các sung điện tử do vụ nổ hạt nhân gây ra có thể tạo ra năng lượng điện từ cực lớn và gây hủy diệt thiết bị điện tử, mạch tích hợp gần như không có khả năng chống đỡ trước sung điện tử như vậy. nhưng ống điện tử thì khác, nó có thể chống lại những tình huống này. Vì vậy, người Liên Xô đã dồn hết tâm trí vào ống điện tử, không ngờ rằng vài thập kỷ sau, chiếc bán dẫn mà Mỹ đặt cược lại phát triển nhanh như tên lửa, chiếc dân dụng cao cấp tràn ngập vào nhiều gia đình hơn trên thị trường chiếc dân dụng toàn cầu. Mỹ có thể nói đã chiếm vị trí độc quyền, khiến Liên Xô, hay nói đúng hơn là Nga sau khi Liên Xô tan rã, cảm thấy muốn đuổi theo nhưng đã quá muộn. Việc sử dụng ống điện tử trong quân sự thì chắc chắn là đủ, ví dụ như các hệ thống tên lửa phòng không AC300-400 của Nga có khả năng chống nhiễu cực mạnh, thực tế là đến từ công nghệ thu nhỏ ống điện tử của Nga nhưng trong dân dụng ống điện tử so với bóng bán dẫn lại trở nên lạc hậu Hiện tại, trình độ sản xuất chip của Nga dừng lại ở mức 65 nanomet, không cần dùng đến phần mềm IDA của Mỹ cũng không cần dùng đến thiết bị bán dẫn tiên tiến của Mỹ. Điều quan trọng hơn là, như các thiết bị di động cần chip cao cấp, Nga cũng không sản xuất được trình độ công nghiệp cơ bản là như vậy, bởi vì hầu hết nguồn lực đều tập trung vào phát triển quân sự. Do đó, Nga đành chấp nhận thực tế, nhập khẩu nguyên trước các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính từ nước ngoài. Theo thống kê, thị trường chip trong nước của Nga rất nhỏ, thậm chí không đến 2% toàn cầu, đến mức mà Mỹ cũng chẳng thèm để ý tới.